tháng tuần là ngày đó nó thì thì con cứ hỏi lại con đến khi đã đợi cái này nó là Đức yêu cầu học tiếng Đức con nhắc tiếng Đức thì học mọi gì thở ra trầm trọng gặp người phía trước không phải là sao trời đến học tập và hai tay lên tay lên thở trong tay sẽ một cái với tay ngoài trái bên này hải nắng đi vào hai tay lên cao thở ra sang người sang phải hai tay phải bước chân phải đi vào hai tay lên đây thở thẳng gối vươn dài này thì trước ép mặt sát cẳng chân dày cứ vươn cao chỉ để thở thở hạ chân trái sau chân phải bên tay trái vươn cao chân bên sau thở bước chân trái ra bên trái bước chân bên phải giữ gót chân vâng giữ phải giữ khi vươn cao chân phía sau